Em xin chào mừng tất cả quý khách hàng đến với shop Khánh Ngọc Hàng Thùng. Em kính chúc mọi người có ngày cuối tuần thật là vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình thân yêu của mình ạ. Mọi người theo dõi video của em hoặc yêu thích sản phẩm nào thì hãy nhanh tay gọi điện cho em vào số hotline trên màn hình nhé. Hoặc nhắn tin vào số Zalo của em để em được tư vấn và gửi hàng cho mọi người ạ. Mọi người có thể quan sát ở đây thì hôm nay em sẽ lên mã áo sơ mi. Trong đó có áo sơ mi công sở, áo sơ mi Hawaii với rất là nhiều màu sắc khác nhau. Mọi người cùng chờ đón nhé. Và tất cả các đơn hàng của em ngày hôm nay thì em cũng sẽ miễn phí ship giao hàng toàn quốc cho mọi người ạ. Còn trong trường hợp mọi người nhận hàng, kiểm tra hàng không ưng ý thì có thể gửi lại em cũng rất vui vẻ thôi ạ. Và vui lòng thanh toán giúp em là 30 ngàn á, để em định chi trả cho bên vận chuyển ạ. Không để mọi người chờ đợi lâu nữa thì em xin phép đi vào chi tiết từng sản phẩm của ngày hôm nay. Em lên mã đầu tiên, mã D1, vai 48, bụng 55 và dài 72. Vai 48, bụng 55 và dài 72. Em này có giá là 260 ngàn các chú ơi. Em này là chất lụa nhá. Đây, một em họa tiết cực kỳ đẹp. Nó phối với khá là nhiều màu sắc khác nhau. Nhưng mà nó không hề chói lóa các chú nhá. Nó cực kỳ trẻ trung luôn ạ. Em này thì có hai túi ngực hai bên ạ. Đó, một em hiệu của nhà Dunpop các chú ơi. Em này thì vạt là vạt ngang nhá. Chất thì cực kỳ mát mẻ luôn. Đó, một em họa tiết cực kỳ đẹp này. Mặc em này lên thì rất là trẻ trung, các anh các chú mặc vào sẽ trẻ lên mấy tuổi đấy ạ. Em này mình có thể mặc đi chơi, đi làm ở cái môi trường mà không cần bắt buộc mặc đồng phục ấy, thì cũng cực kỳ mát mẻ vào mùa hè năm nay luôn. Giá là 260 ngàn ạ. Và em sẽ miễn phí ship giao hàng toàn quốc cho mọi người, cho tất cả các đơn hàng ngày hôm nay nhé. Mã D2, vai 52, bụng 54 và dài 72. Vai 52, bụng 54 và dài 72. Em này có giá là 200 ngàn các anh các chú ơi. Em này là chất cốt tông nhá. Một cái gam màu chủ đạo nó là màu cam này, cực kỳ trẻ trung luôn ạ. Một em thương hiệu của nhà Paris các em chú ơi, Make in Blanca. Đó, chất là chất cốt tông nhá. Vạt là vạt ngang ạ. Rất là dễ mặc luôn các em chú mình ạ. Mặc phối với lại quần jean này, rất là trẻ trung nhá. Đó, em này có túi ngực này, chất 100% cốt tông. Giá là 200 ngàn ạ, một cái gam màu cực kỳ trẻ trung luôn. Các anh các chú mình đừng bỏ qua em này nhé. Rất là tươi trẻ luôn ạ. Em lên mã tiếp theo ạ. Mã D3, một em siêu phẩm các anh các chú ơi. Mã D3, vai 50, bụng 55 và dài 76 ạ. Vai 50, bụng 55 và dài 76. Một em họa tiết màu xanh da trời này. Và nó phối với cái thuyền buồm này. Cực kỳ trẻ trung và mát mắt luôn đúng không ạ. Em này có túi ngực nhá. Chất là chất cốt tông, 100% cốt tông cho em. Một em thương hiệu của Hàn các anh các chú ạ. Đây ạ, tem Hàn của nó đây ạ. Đó, cái gam màu này quá là mát mắt và trẻ trung luôn ạ. Độ mới cực kỳ cao cho em nhé. Giá là 280 ngàn các anh các chú ạ. Vạt là vạt mà bầu một chút xíu thôi ạ. Anh các chú mình mặc em này thì bỏ buông ra cho em nhé. Bỏ buông cực kỳ trẻ trung. Đó, một cái gam màu rất là mát mắt luôn này. Lên mã tiếp theo ạ. Mã D4, vai 47, bụng 56 và dài 74. Vai 47, bụng 56 và dài 74 ạ. Một em họa tiết nền là màu xanh lam và phối với cái hoa trắng này. Chất là chất lanh nhá, chất lanh xịn luôn. Cầm sờ vào nó mát rượi luôn các nhà chú ơi. Em này là vạt ngang ạ, vạt ngang có xẻ vạt này, vạt sau sẽ trùng hơn vạt trước một chút xíu nhá. Chất là chất đó, chất lanh xịn của Hàn đấy các anh chú nhá. Tem Hàn và cúc phụ đầy đủ đi kèm cho em này. Một cái em họa tiết nền hoa cũng cực kỳ đẹp và trẻ trung. Đặc biệt cái chất liệu của nó này, chất xịn sò và mát mẻ vô cùng các anh chú mình mặc vào mùa hè năm nay quá là ok luôn ạ. Đó, gam màu này mặc lên thì cũng rất là tươi trẻ luôn. Giá em này là 200 ngàn ạ. Em lên mã tiếp theo, mã D5. Vai 50, bụng 58 và dài 70. Vai 50, bụng 58 và dài 70 ạ. Em này có giá là 220 ngàn các em chú ơi. Một em Hawaii các anh chú này. Nền là màu đen nhá. Và nó phối với lại chim cò này, hoa lá cành. Đó. Em này cũng cực kỳ trẻ trung đây. Chất là chất cốt tông ạ. Chất cốt tông, vạt là vạt ngang nhá. Đó. Một em Hawaii Make in Korea các anh chú nhé. Nó phối được là với lại con vẹt các anh chú ạ. Đó, à, em này còn có hai túi ở hai bên đây. Túi thì có cúc cài nhá.
Anh chú mình mặc em này để đi chơi này, đi đi du lịch này. Mình có cái túi ở đây thì mình để đựng đồ, đựng điện thoại, rất là ok luôn. Một cái nền màu đen này và phối với cái họa tiết hoa hoa lá cảnh ở đây cực kỳ nổi và trẻ trung luôn đúng không ạ? Chất là chất cốt tông nhá, rất là mềm và mát mẻ luôn ạ. Em này có giá là 220 ngàn các nhà chú ơi. Em lên mã tiếp theo là mã D6, vai 55, bụng 65 và dài 78. Vai 55, bụng 65 và dài 78. Một em siêu to. Một em dành cho các anh chú mình thuộc form size đại ạ. Form size X4XL các anh chú ơi. Màu sắc em này cũng cực kỳ là đẹp luôn. Nền màu trắng và nó phối với lại cây dừa này. Ly kem, chiếc ô cực kỳ đẹp và mát mát luôn đúng không ạ? Đó, em này chất là chất lụa nhá. Chất lụa vô cùng mềm và mát mẻ luôn. Một em make in China và là hàng xuất Hàn các anh chú nhé. Đó. Chất rất là mát mẻ luôn. Các anh chú mình thuộc form size đại mà khó mua đồ ấy thì quất em này nhá. Chất siêu siêu mát luôn các anh chú ạ. Cái gam màu, cái họa tiết của nó cũng vô cùng trẻ trung này. Vô cùng trẻ trung và đẹp mát mắt. Các anh chú mình mặc em này đi du lịch này, đi chơi đi du lịch quá là ok luôn ạ. Giá em này là 300 ngàn các anh chú nhé. Em lên mã tiếp theo, mã D7. Vai 52, bụng 60 và dài 78. Vai 52, bụng 60 và dài 78 ạ. Em này có giá là 200 ngàn. Một em họa tiết nền màu vàng này và được phối với cây dừa bãi biển cực kỳ đẹp luôn các anh chú ơi. Em này là chất cốt tông nhá. Chất cốt tông vạt là vạt ngang này. Đó, em này thì anh chú mình mặc đi chơi du lịch đi biển này. Quá là đẹp luôn ạ. Mình mặc em những cái gam màu nổi bật như này mình chụp ảnh lên thì cực kỳ ăn ảnh và đẹp luôn. Một cái em khá là màu mè và rực rỡ của em ngày hôm nay. Rất là đẹp các anh chú ạ. Mình vừa với cái form size này thì mình chốt luôn nhá. Cổ là cổ chữ V. Vạt ngang. Đó, giá là 200 ngàn thôi ạ. Và em sẽ miễn phí ship giao hàng cho mọi người. Em lên mã tiếp theo. Mã D8. Vai 50, bụng 60 và dài 80. Vai 50, bụng 60 và dài 80. Em này có giá là 260 ngàn. Một em chất cốt tông siêu siêu đẹp các anh chú ơi. Em này thuộc form size L nhá. Nó nền là nền màu xanh này và nó được phối với lại cái họa tiết như thế này đây các anh chú này. Mặc em này thì bao sang bao đẹp luôn. Nó có túi ngực đây ạ. Vạt là vạt đuôi tôm một chút xíu siêu nhá các anh chú nhá. Này, một em Uniqlo. Một em Uniqlo 100% chất cốt tông. Đó. Thực sự là cái gam màu trầm màu lên thì các anh chú mình mặc những em này lên thì rất là sang luôn đấy ạ. Đó. Giá em này là 260 ngàn nhá. Chất cốt tông siêu mát mẻ. Em lên mã tiếp theo, mã D9. Vai 52, bụng 62 và dài 78. Vai 52, bụng 62 và dài 78. Em này có giá là 200 ngàn. Em này chất là chất cát Hàn các anh chú nhá. Và nó được phối với họa tiết như này đây. Có túi ngực ạ. Là một em của nhà Dan Pop các anh chú ơi. Một em hiệu của Hàn ạ. Vạt là vạt ngang này. Cái màu cái họa tiết nó phối với nhau rất là đẹp luôn. Một cái gam màu trung tính nhá. Đây các anh chú mình mặc lên thì cũng vô cùng trẻ trung luôn ấy. Một em hiệu của Hàn có cúc phụ đầy đủ đi kèm cho em nhé. Một gam màu trung tính mặc nên thì rất là đẹp đây. Đó, chất cát Hàn thì cũng cực kỳ mát mẻ luôn ạ. Giá là 200 ngàn. Em lên mã tiếp theo, mã D10. Một em họa tiết cũng cực kỳ nhã nhặn và đẹp luôn. Mã D10, vai 50, bụng 56 và dài 74. Vai 50, bụng 56 và dài 74 ạ. Em này có giá là 240 ngàn. Một em chất cốt tông giấy các anh chú ơi. Chất cốt tông nó rất là mỏng và mát luôn. Một em của nhà Patlin, hiệu của Hàn các anh chú nhé. Cổ là cổ chữ V này, có túi ngực. Nền là màu xanh và phối với cái họa tiết cây dừa đây. Vạt là vạt ngang ạ. Chất này thì siêu siêu mát. Em này chất nó mát và nó nhẹ vô cùng luôn. Toàn bộ cúc của nó cũng được dập logo hiệu nhé. Này ạ. Cái tao của nó cũng cực kỳ mới luôn.
Một em hiệu của Hàn. Các chú có thể quan sát cái gam màu này, gam màu trung tính, rất là nhã nhặn và lịch sự luôn các em chú ạ. Đó, anh chú mình mặc lên em này nên thì trẻ ra mấy tuổi luôn ấy. Nó vô cùng nhã nhặn và đẹp luôn. Giá 240.000. Em lên mã tiếp theo. Mã D11. Lại là một em họa tiết cực kỳ đẹp này. Mã D11, vai 4, vai 54, bụng 57 và dài 78 ạ. Vai 54, bụng 57 và dài 78. Em này có giá là 280.000. Đó. Một em smart này, form size số 5 các em chú ơi. Chất là chất cốt tông nhá. Chất cốt tông có túi ngực đây ạ. Em này cũng cái gam màu của nó cực kỳ nhã nhặn, khỏe khoắn và trẻ trung luôn. Độ mới cực kỳ cao. 100% cốt tông và là make in Thái Lan các em chú này. Đó. Cái gam màu này ấy, thì lứa tuổi nào các anh các chú mình cũng có thể mặc được. Nó quá là đẹp luôn, quá là đỉnh luôn. Nó rất là nhã nhặn này. Độ mới em này cũng cực kỳ cao nhá. Có vạt đuôi tô một chút xíu xiu thôi. Đó. Giá em này là 280.000 các anh chú nhá. Em này các anh chú mình mặc đi làm cũng rất là ok này, đi làm đi chơi. Rất là đẹp luôn ấy, em này. Thực sự là quá đẹp, em thích, rất thích cái màu sắc nhã nhặn như thế này. Mã D12, vai 44, bụng 46 và dài 72. Vai 44, bụng 46 và dài 72 ạ. Em này có giá là 180.000 các anh chú ơi. Chất là chất lanh xịn cho em nhá. Nó rất là mát và nó mịn. Đó, một em này thì form size S nhá. Form size khá là nhỏ, form dáng slim fit luôn. Form dáng slim fit, nền màu đen và nó được phối với lại quả dừa là chấm bi các anh chú này. Chất rất là xịn sò, mát mẻ. Mùa hè thì các anh chú mình mặc những cái chất liệu này quá là mát mẻ luôn ạ. Vạt là vạt ngang nhá. Tang mát của nó đây anh chú ơi. Cực kỳ xịn sò luôn. Một em sản xuất ở Hàn và xuất đi khá là nhiều nước luôn. Đó, tem mát quá trời tem này. Thế là biết những cái áo nó xịn sò như thế nào nhá. Giá 180.000 các anh chú ơi. Form dáng slim fit các anh chú mình vừa với cái form size này thì chốt nhá. Mặc lên em này nên cũng cực kỳ sang luôn. Em lên mã tiếp theo. Một em họa tiết cực kỳ đẹp. Mã D13, vai 46, bụng 53 và dài 74. Vai 46, bụng 53 và dài 74. Em này có giá là 280.000 các anh chú ơi. Chất liệu của nó rất là xịn sò luôn. Sợi vải cực kỳ đanh luôn đấy ạ. Một em hiệu của Hàn các em chú nhá. Nền màu trắng này và nó phối được với cái họa tiết như thế này đây. Một cái gam màu thực sự nói là quá là đẹp, quá là đỉnh luôn. Tàng mát còn mới nguyên các anh chú nhá. Đó. Chất này là chất dệt nhá. Chất dệt cực kỳ thông thoáng và mát mẻ luôn ạ. Đặc biệt cái màu sắc này này. Màu sắc này quá là nhã nhặn và đẹp luôn. Nên chú mình có thể quan sát đây. Một cái gam nền màu trắng mà phối với cái cành lá màu xanh này, màu xanh lá này. Cực kỳ đẹp luôn đấy ạ. Form dáng slim fit đấy chú nhá. Vạt là vạt ngang ạ. Em này có giá là 280.000. Thực sự là cái màu này quá là đẹp. Hôm nay em chọn được những cái em họa tiết này em thấy rất là ưng ý luôn đấy. Em thấy màu nào cũng nhã nhặn và cũng đẹp luôn. Em lên mã tiếp theo, mã D14 ạ. Mã D14, vai 46, bụng 54 và dài 70. Vai 46, bụng 54 và dài 70 ạ. Em này có giá là 200.000 các chú ơi. Một em họa tiết hoa lá cành nữa này. Chất là chất cốt tông cho em nhé. Em này hiệu của nhà GUS các chú ạ. Make in Korea. Form size M, cổ là cổ chữ V này. Đó, có túi ngực nhé. Chất là chất cốt tông ạ. Vạt ngang các anh chú nhá. Đó, một em US của Hàn các anh chú này, tem và cúc phụ đi kèm này. Tem còn rất là mới luôn ấy. Đó. Nền này màu xanh và phối với cái họa tiết khá là nhiều màu sắc thì anh chú mình mặc lên cực kỳ trẻ trung luôn. Cái em này thì các anh chú mình mặc đi chơi này, đi làm cũng rất là ok. Giá là 200.000 thôi các anh chú ạ. Em lên mã tiếp theo. Mã D15, vai 49, bụng 55 và dài 75. Vai 49, bụng 55 và dài 75. Em này cũng có giá là 200.000 các anh chú ơi.
Một em họa tiết cũng cực kỳ đẹp luôn này. Chất em này là chất cốt tông nhá, chất cốt tông. Nền màu trắng và nó phối với cái họa tiết cây dừa cực kỳ đẹp luôn. Có túi ngực nhá, chất nó vô cùng thông thoáng ạ. Chất nó rất là mát mẻ. Vạt là vạt ngang nhá. Đó, các anh chú mình mặc em này phối với quần jean và bỏ buông đi. Bỏ buông thì cực kỳ trẻ trung, form size cũng khá là to đấy ạ. Đây. Form size khá là to dành cho anh chú mình thuộc phong dáng to cao nhá. Một em hiệu của Hàn các anh chú này, độ mới cực kỳ cao luôn, tàng mác còn mới đét luôn này. Đây ạ. Một cái gam màu trung tính cực kỳ đẹp luôn nhá. Lứa tuổi nào các anh chú mình cũng có thể mặc được những cái em màu trầm như thế này. Rất là đẹp ấy. Chất thì của nó thì cũng siêu siêu mát mẻ để các anh chú mình diện nhá. Mặc vào mùa hè năm nay ạ, mã D16. Vai 54 bụng 60 và dài 78. Vai 54 bụng 60 và dài 78. Một em chất là chất lụa nhá. Chất lụa vô cùng mềm mại luôn các anh chú nhá. Nền màu xanh và nó đối phối với cái họa tiết hoa khá là nhiều màu sắc này. Một em hiệu của nhà Zara này các anh chú ơi. Make in Morocco. Chất lụa siêu siêu mềm mại các anh chú nhá. Vạt là vạt ngang cho em này. Form size cũng khá là to đấy ạ. Em này độ mới cũng cực kỳ cao luôn. Đây các anh chú mình có thể xem quan sát một em hàng hiệu này. Tem mác của nó này. Tem mới đét luôn. Cúc phụ đi kèm đầy đủ cho em. Chất siêu siêu mát mẻ rồi các anh chú ạ. Màu sắc cũng vô cùng đẹp luôn. Đây ạ. Mặc nó cũng không quá là nổi bật, rực rỡ quá đâu nhá. Và nó cực kỳ tươi trẻ luôn đấy ạ. Giá là 250.000 các em chú ạ. Em lên mã tiếp theo. Mã D17. Vai 47, bụng 56 và dài 74. Vai 47, bụng 56 và dài 74. Em này có giá là 200.000 các em chú ơi. Giá 200.000. Chất này là chất chất gì nhỉ? Chất ni len các nhà chú ạ. Đó, nhưng mà nó cũng rất là mát mẻ luôn nhá. Một cái em họa tiết cực kỳ nhã nhặn luôn, form size M các em chú ơi. Em này có túi ngực này. Vạt em này là vạt ngang ạ. Đây ạ, một em hiệu của Hàn các em chú nhá. Một cái gam màu trung tính này, cực kỳ trẻ trung luôn. Đó. Những dự em này nhá, các anh chú mình cứ phối với lại quần jean màu xanh này và bỏ buông ra thì mặc lên phong cách cực kỳ đẹp và đại gia luôn ấy với những cái gam màu này. Đấy. Giá em này là 200.000 thôi các anh chú nhá. Chất liệu cũng rất là ok và mát mẻ luôn ạ. Em lên mã tiếp theo ạ. Mã D18, vai 50, bụng 62 và dài 76. Vai 50, bụng 62 và dài 76. Em này có giá là 280.000 các anh chú ơi. Một em họa tiết vô cùng đẹp đây. Cổ là cổ chữ V nhá. Chất này là chất cốt tông, 100% cốt tông. Rất là nhẹ nhàng và mát mẻ của anh chú mình ạ. Đó, nền màu trắng và nó phối với lại những cành lá, cành này. Vô cùng đẹp luôn các anh chú ơi. Chiếc lá màu xanh này và màu màu cam nhá. Đó. Vạt là vạt ngang ạ, em này cũng thuộc form size khá là to đấy. Thường là những cái em họa tiết như này thì các anh chú mình nên mặc kiểu nó rộng rãi ấy. Để cho anh chú mình thuộc form size đại ấy, size to ấy. Mặc cái em này bỏ buông này, nó rộng rãi một chút thì nó rất là trẻ, phong cách rất là trẻ trung. Một em hiệu của Hàn mà có tem cúc phụ đầy đủ đi kèm cho em nhé, giá 280.000. Một cái gam màu họa tiết quá là đỉnh luôn các anh chú nhé. Thực sự là mặc những cái em này nên cực kỳ trẻ trung luôn ấy. Chất liệu quá là ok này. Đây chúng mình có thể quan sát màu sắc của nó rất là tươi trẻ. Em lên mã tiếp theo, mã D19. Em họa tiết này cũng cực kỳ đẹp. Mã D19. Vai 49, bụng 52 và dài 72. Vai 49, bụng 52 và dài 72. Em này có giá là 200.000 thôi em chú nhá. Cổ là cổ chữ V này. Mọi người có thể quan sát cái nền của nó. Nền màu đen này, màu xanh đen và phối với cái lá. Quá là đẹp luôn. Chất siêu mềm mại và mát mẻ nhá. Form size này thì cũng thuộc form size trung bình. Vạt, có xẻ vạt nhá các chú. Xẻ vạt và vạt trước thì bằng vạt sau ạ. Độ mới em này cực kỳ cao luôn.
Đây, một em hiệu quả hàn cúc phụ đi kèm đầy đủ cho em, chất siêu siêu mát mẻ, giá em này là 200.000 các anh chú ạ. Một cái gam màu trầm trung tính này, mặc lên thì bao sang bao đẹp các anh chú nhá. Đây, những cái chiếc lá nó màu vàng nhạt nhá, đó quá là đẹp luôn. Em sờ cái chất liệu này cũng cực kỳ thích luôn, nó mịn, nó mềm và nó rất là mát mẻ ạ. Giá là 200.000. Mã D20. Ôi, em này đẹp quá. D20, vai 48 bụng 54 và dài 76. Vai 48 bụng 54 và dài 76. Em này có giá là 200.000, một em màu trắng. Họa tiết là hình những chiếc kem các chú. Mặc vào thì đã thấy là mát mẻ rồi ạ. Rất là mát mẻ và đẹp luôn. Anh chú mình mặc em này thì sẽ rất nhiều người ngắm nhìn đây. Vì nó là có cái họa tiết hình chiếc kem này khá là đẹp. Khá là đẹp và lạ mắt luôn đấy ạ. Giá là 200.000 nhá. Chất là chất cốt tông, độ mới em này cực kỳ cao luôn. Vạt ngang các em chú nhá. Đây, một em hiệu của Hàn, có hai cúc phụ đi kèm đầy đủ cho em này. Độ mới rất là cao, màu sắc, họa tiết vô cùng đẹp. Một em màu trắng và họa tiết những chiếc kem như thế này, mùa hè mặc thì quá là mát mẻ luôn các em chú nhá. Đó, giá là 250.000 ạ. Em lên mã tiếp theo, mã D21. Vai 47, bụng 53 và dài 72. Vai 47, bụng 53 và dài 72 ạ. Một em nền màu xanh. Nền màu xanh và nó phối với cái họa tiết chiếc kính và cái mũ này các anh chú ơi. Hiệu của nhà Bang Jin. Là một thương hiệu của Mỹ đấy các anh chú ạ. Chất là chất cốt tông nhá. Vạt nó có bầu một chút xíu thôi. Em này thì là phần tay của nó có cúc cài đằng sau đây các anh chú ạ. Nền màu xanh và nó phối với cái họa tiết vô cùng đẹp luôn, dành cho các anh chú mình thuộc cái phong cách trẻ trung này. Đó, có túi ngực các anh chú nhá. Họa tiết cái kính này, cái mũ và tẩu tẩu thuốc này. Đó, dành cho anh chú mình thuộc thích cái phong cách cá tính như thế này. Cá tính thì mặc em này nhá. Độ mới em này cũng cực kỳ cao, màu xanh khá là mát mắt và nó điểm thêm những cái họa tiết như này thì vô cùng đẹp. Chất thì siêu siêu mát nhá. Chất cốt tông nó rất là mềm. Giá 220.000 ạ. Em lên mã tiếp theo, mã D22. Vai 47, bụng 55 và dài 74. Vai 47, bụng 55 và dài 74. Em này có giá là 260.000 các anh chú ơi. Chất là chất cát hàn nhá. Nền màu xanh nam này. Và phối với cái họa tiết như này. Cực kỳ đẹp luôn đấy. Em này các anh chú mình mặc vào thì bao sang, bao chất, bao đại gia luôn đấy. Cho túi ngực nhá. Túi có cúc cài. Chất này thì cũng rất là mát mẻ luôn. Cái cổ của nó này, cực kỳ đứng áo. Mặc vào thì cực kỳ sang và chất luôn ấy. Đó. Đây, vạt là vạt ngang nhá. Thuộc form size khá là to đấy. Anh chú mình thuộc form size đại ấy, mặc em này. Mặc em này thì quá là chất trời rồi. Rất là chất. Mà chất liệu này cũng cực kỳ thông thoáng nhá. Đó, anh chú mình mặc em này phối quần jean này. Bỏ buông ra. Cực kỳ đẹp và chất luôn ấy. Giá em này là 260.000 các em chú nhá. Bên em chưa xem ta. Đây ạ. Còn tang mát nhưng mà nó hơi mờ mất đó các anh chú ạ. Em hiệu của Hàn đấy ạ. Em lên mã tiếp theo, mã D23. Vai 51, bụng 55 và dài 80. Vai 51, bụng 55 và dài 80. Em này có giá là 220.000 các em chú ơi. Một chất cốt tông nhá. Chất 100% cốt tông, rất là mềm mại. Nền là màu xanh này, màu xanh nam và nó được vậy vì cái họa tiết như này. Họa tiết màu trắng này. Đó. Một em hiệu của nhà Guest Homer. Chất 100% cốt tông, siêu mềm mại. Vạt là vạt bầu một chút xíu siêu thôi các anh chú nhá. Một em hiệu của Hàn đây. Độ mới cực kỳ cao, cái tem của nó còn mới đét luôn đấy ạ. Mặc những cái em này lên á, thì bao sang luôn. Sự là những cái nền màu trầm này và nó vậy vậy phối với cái họa tiết điểm trắng như thế này thì các anh chú mình mặc lên thì cực kỳ đẹp, cực kỳ sang. Giá 220.000 thôi các anh chú nhé. Chất cốt tông rất là mềm mại và mát mẻ thông thoáng. Em lên mã tiếp theo ạ, mã D24. Vai 44, bụng 52 và dài 74. Vai 44, bụng 52 và dài 74 các anh chú ơi. Em này cái họa tiết của nó cũng cực kỳ đỉnh luôn này. Chất là chất cát hàn nhá.
cực kỳ mát mẻ và thông thoáng luôn. Đó, một cái gam màu trung tính, trầm màu này, lứa tuổi nào cũng có thể mặc được những cái màu sắc như thế này ạ. Made in Korea các anh chú này, tem và cúc phụ đi kèm đầy đủ cho em nhé. Đó, chất này thì rất là mát mẻ luôn. Đây mọi người có thể quan sát cái họa tiết nó phối với nhau này, bao sang bao đẹp luôn các anh chú ạ. Em này có túi ngực nhá, túi cũng có cúc cài đấy ạ, giá 250.000 các anh chú ơi. Em lên một em họa tiết cực kỳ đẹp đây, mã D25, vai 44 bụng 55 và dài 70, vai 44 bụng 55 và dài 70 ạ. Em này có giá là 250.000 ạ. Một em họa tiết cực kỳ đỉnh này các anh chú nhá. Một em Hawaii ạ. Có túi ngực đây ạ. Toàn bộ cúc của nó là cúc gỗ nhá các anh chú ơi. Cúc gỗ đấy. Nó cái nền màu này quá là đẹp luôn. Chất là chất này là chất chất cốt tông đấy, chất cốt tông ạ. Vạt là vạt ngang ạ. Tang mát của nó. Em này bị rơi mất tang các chú ạ. Đây ạ, một em mà Hawaii nhé các anh chú nhé. Đó, cái gam màu này, họa tiết này quá là đỉnh các anh chú ơi. Màu sắc rất là mát mắt luôn nhá. Đó, chất thì cũng rất là ok, chất cực kỳ mát luôn ấy, chất cốt tông rất là mềm mát và thông thoáng luôn. Cái gam màu này thì anh chú mình mặc lên thì rất là tươi trẻ luôn. Giá em này là 250.000 ạ. Em lên mã tiếp theo, mã D26, vai 50, bụng 58 và dài 72, vai 50, bụng 58 và dài 72. Em này có giá là 280.000 các anh chú ơi. Em này thuộc form size L ạ, cổ là cổ chữ V nhá. Nền màu xanh đen này, và nó được phối với cái họa tiết như này cực kỳ đẹp luôn. Em chú mình mặc em này để đi chơi biển quá là hợp luôn đấy ạ. Có túi ngực đây. Đó, nền màu tối màu nhá, nhưng mà nó phối với cái họa tiết như này thì anh chú mình mặc lên chụp ảnh cũng cực kỳ đẹp luôn, rất là nổi luôn. Chất cốt tông ạ. Em lên mã tiếp theo, mã D29, vai 50, bụng 66 và dài 74. Vai 50, bụng 66, dài 74 ạ. Em này có giá là 220.000 các anh chú ơi. Một em Made in Korea các anh chú này. Một em họa tiết cũng cực kỳ đẹp nên nền là màu xanh đen này. Và nó phối với này à, con vẹt này, con vẹt và cành lá nha anh chú nhá. Cái gam màu nó cũng quá là nổi luôn. Nền màu xanh và phối với những cái khá là nhiều màu sắc. Mặc lên thì bao sang bao đẹp này các anh chú ơi. Cực kỳ trẻ trung nữa ạ. Em này thì các anh chú mình có thể mặc đi làm, đi chơi, đi làm cũng rất là ok nhá. Vạt là vạt ngang ạ. Tem cực kỳ mới luôn đấy các anh chú nhá. Một em hiệu của Hàn các anh chú ạ. Đó, giá em này là 220.000 ạ. Rất là đẹp này. Anh chú mình mặc em này nên chụp ảnh cũng cực kỳ nổi luôn đấy ạ. Nên sản phẩm tiếp theo là những cái áo sơ mi rồi anh chú nhé. Mã D30, vai 45, bụng 48 và dài 50. Vai 45, bụng 48 và dài 50 ạ. Một em Lacoste các anh chú này. Một em Lacoste màu hồng nhá, kẻ caro màu hồng. Có túi ngực đấy ạ. Phần túi của nó cũng được theo hình con cá. Nó form dáng slim fit các anh chú nhé. Còn đuôi tôm một chút xíu. Một em Lacoste độ mới cực kỳ cao luôn. Em Lacoste của Hàn này các anh chú này. Đó, em này có giá là 300.000 nhá. Chất thì siêu siêu đẹp rồi. Những cái em hiệu như này thì các chú mình vào store ấy, mua thì cực kỳ đắt đỏ luôn ấy. Em này độ mới cũng rất là cao luôn. Và hôm nay em bán với cái giá là 300.000 ạ. Một cái gam màu rất là trẻ trung. Kệ caro màu vàng nhé anh chú nhé. Giá 300.000 cho một em Lacoste ạ. Em lên mã tiếp theo, mã D31. Vai 47, bụng 51 và dài 72. Vai 47, bụng 51 và dài 72. Em này có giá là 250.000 các anh chú ơi. Chất 100% cốt tông nhé. Form dáng slim fit này. Vạt là vạt ngang ạ. Đó, một em Polo Club các anh chú nhé. Thương hiệu của Mỹ. Có logo ực thêu ở trước ngực đây. Một cái gam màu trung tính này, dành cho anh chú mình lứa tuổi nào cũng thể mặc được luôn ấy. À, các chú mình 6-70 tuổi mặc những cái em này cũng cực kỳ đẹp nhá. Vạt là vạt ngang. Một em
hiệu của Mỹ và là hàng sản xuất của Hàn này anh chú ạ. Tem và cúc phụ đầy đủ đi kèm cho em này. Gam màu quá là trầm màu này, trung tính, rất là dễ mặc luôn. Đây là mã tiếp theo, mã D32. Vai 45, bụng 54 và dài 72. Vai 45, bụng 54 và dài 72 ạ. Một em Adidas các nhà chủ ơi. Chất này là chất cốt tông nhá, chất cốt tông. Một em Adidas, toàn bộ cúc của nó cũng được dập cái logo Adidas này. Có túi ngực đây, logo ba vạch của Adidas được may ở phần túi này. Em này thì là vong dáng slim fit nhá. Vạt là vạt đuôi tôm một chút xíu siêu ạ. Đây, thân sau của nó đây anh chú nhá. Adidas logo cao su được dập ở phần sau này này. Đó. Và nó có may thêm cái đường ni này đây ạ. Này. Màu xanh lam. Rất là sang luôn. Chất thì siêu xịn sò rồi. Một em Adidas chính hãng của Hàn các chú nhá. Đó, mã code check hàng chính hiệu đây ạ. Giá em này là 250.000 ạ. Chất xịn sò vô cùng luôn, sợi vải cực kỳ đanh. Em lên mã tiếp theo, mã D33. Vai 45, bụng 50 và dài 75. Vai 45, bụng 50 và dài 75 ạ. Em này có giá là 250.000. Một em caro màu đỏ xanh này. Hiệu của Mỹ nhá các chú ơi. Đó, thuộc form size L ạ. Có túi ngực này, logo con ngựa được thêu ở túi nhá. Chất 100% cốt tông. Độ mới cực kỳ cao luôn ạ. Vạt là vạt bầu một chút xíu siêu thôi. Một em hiệu và một em tem Hàn các anh chú nhá, cúc phụ đi kèm đầy đủ cho em này. Độ mới cực kỳ cao luôn. Mặc em này lên thì cực kỳ trẻ trung đấy. Cái gam màu tươi tắn và phần cổ của nó được phối với cái đơm mi cái ô màu trắng xanh nhá các anh chú nhá. Đó, 250.000, độ mới cực kỳ cao. Mặc lên thì bao sang, bao đẹp và trẻ trung. Em lên mã tiếp theo, mã D34. Vai 44, bụng 50 và dài 78 ạ. Vai 44, bụng 50 và dài 78. Một em tô mì 2 finger các anh chú nhá. Giá em này là 300.000 ạ. Make in Bangladesh. Đó. Thương hiệu của Mỹ các anh chú nhá và sản xuất ở Mỹ. Màu xanh, màu blue, cực kỳ trẻ trung. Đây, mọi người có thể xem. Một em chính hiệu, tem mác và cúc kiếc đầy đủ này. Độ mới cực kỳ cao, còn mới đét luôn ấy. Logo cũng được thêu ở trước ngực nhá. Màu blue rất là trẻ trung. Đó, lứa tuổi nào cũng có thể mặc được những cái em này. Cực kỳ lịch sự. Một em hiệu như này thì mình mua ở store cũng cực kỳ đắt đỏ đấy. Hôm nay em bán với cái giá là 300.000 nhá. Đó, các anh chú mình vừa với form size này thì chốt ạ. Lần nào có lô kiện là sơ mi thì em cũng đều nhặt được những cái em này. Và được cạnh rất nhiều các anh chú mình săn đón luôn ấy. Em lên mã tiếp theo. Mã D35. Vai 50, bụng 55 và dài 74. Vai 50, bụng 55 và dài 74 ạ. Em này có giá là 200.000 các anh chú ơi. Chất cốt tông, chất này thì khá là dày dặn này. Màu xanh lam các anh chú ạ. Authentic các anh chú này. Đó. Cổ là cổ chữ V nhá, có túi ngực ở đây ạ. Chất này khá là dày dặn các anh chú mình nhá. Và mặc em này thì cũng phong cách cực kỳ trẻ trung và chất đấy. Vạt là vạt ngang ạ. Một em hiệu tem mác của Hàn các anh chú nhá. Đó. Mặc em này thì form size cũng khá là to này. Các anh chú mình phối với lại quần jean này, quần kaki sáng màu này, mặc bỏ buông này thì quá là sang luôn. Rất là sang và chất luôn đấy ạ. Giá em này là 200.000 thôi các anh chú nhá. Em lên mã tiếp theo, mã D36. Vai 48, bụng 52 và dài 74. Vai 48, bụng 52 và dài 74. Em này có giá là 220.000 các chú ơi. Một em caro gam màu trung tính này quá là đẹp luôn. Em này thì có vạt bầu một chút xíu nhá. Có túi ngực đấy ạ. Đó. Một em Artilex Romantic này. Chất là chất cốt tông nhá. Đây mọi người có thể quan sát này. Cái gam màu của nó cực kỳ đẹp luôn. Những cái kẻ caro này thì lứa tuổi nào các anh chú mình cũng có thể mặc được nhá. Mình đi làm cái môi trường công sở này, mặc những em này quá là đẹp luôn. Chất thì là chất cốt tông. Toàn bộ cúc của nó cũng được dập logo hiệu nhá các anh chú nhá. Giá em này là 220.000 ạ. Em lên mã tiếp theo, mã D37.
vai 48, bụng 56 và dài 76. Vai 47, bụng 58 và dài 76 ạ. Một em đờ mi các anh chú ơi. Một em đờ mi hiệu của nhà Gia. Thương hiệu của Mỹ đấy các anh chú ạ. America. Đó, có túi ngực này. Phần túi cũng được thêu cái logo hiệu nhá. Và toàn bộ cúc của nó cũng được dập cái logo hiệu của nó ạ. Một em đờ mi. Màu là màu xanh đen các anh chú ạ. Vạt ngang nhá. Và có xẻ vạt này. Xẻ vạt hai bên ạ. Một em hiệu của Mỹ và là hàng của Hàn sản xuất nhá. Cúc phụ đầy đủ đi kèm cho em nhá. Form size cũng khá là to đấy. Đằng sau của nó cũng được thêu cái logo hiệu nhá. Gia Jean này các anh chú ơi. Kiểu dáng thì đơn giản thôi nhưng mà mặc vào thì bao sang, bao chất luôn các anh chú ạ. Đó. Anh chú mình thường mặc những cái em vạt ngang như này thì bỏ buông ra. Phong cách cực kỳ chất này, đại gia luôn. Một cái phong cách kiểu phóng khoáng ấy ạ. Đó. Giá là 280 ngàn ạ. Em lên mã tiếp theo, mã D38. Vai 44, bụng 48 và dài 72. Cái này có giá là 200 ngàn các anh chú ơi. Chất cốt tông rất là mềm mại luôn. Nền màu trắng và nó được phối với cái như thế này. Đó. Em này thì tay của nó có cúc cài nhá, cực kỳ lịch sự luôn ạ. Form dáng slim fit này. Vạt là vạt đuôi tôm. Và nó có hai cái điểm nhấn ly đằng sau này các anh chú nhá. Hoặc em này thì đi chơi này, đi làm ở môi trường công sở ấy, anh chú mình bận sơ vin vào thì quá là lịch sự và trẻ trung luôn. Độ mới cực kỳ cao. Tăng mắt rồi. Em đây bị rơi mất tang ạ. Em đây bị rơi mất tang. Hiệu của nhà Storm các anh chú nhá. Đó. Gam màu rất là trẻ trung, lịch sự. Giá là 200 ngàn. Em lên mã tiếp theo, mã D39. Vai 47, bụng 60 và dài 74 ạ. Vai 47, bụng 60 và dài 74. Giá em này là 200 ngàn các anh chú ơi. Một em caro. Em caro màu trắng xanh này. Gam màu cũng rất là dễ mặc luôn. Đó. Tee for men các anh chú này. Vạt là vạt đuôi tô một chút xíu xíu nhá các anh chú nhá. Chất cốt tông 100% cốt tông. Độ mới rất là cao. Một em hiệu của Hàn các anh chú ạ. Tem và cúc phụ đi kèm đầy đủ này. Cái gam màu này là gam màu rất là dễ mặc. Có túi ngực nhá. Đây ạ. Phần trước này cũng có tang của nó nhá. Chất cốt tông rất là mềm mại. Cái gam màu này thì phù hợp với rất là nhiều lứa tuổi nào các anh chú mình cũng thể mặc được ấy. Rất là đẹp, chất liệu cực kỳ ok. Em lên mã tiếp theo, mã D40. Vai 48, bụng 54 và dài 76. Vai 48, bụng 54 và dài 76 ạ. Em này có giá là 220 ngàn các anh chú ơi. Nền màu xanh blue này. Và nó được phối với cái họa tiết kẻ ô chìm như thế này nhá. Mặc vào thì bao sang, bao đẹp rồi các anh chú ạ. Form size L này. Cổ của nó may, có thêm hai cái cúc này cực kỳ đứng cổ, cực kỳ sang luôn, túi ngực đây ạ. Kiểu dáng thì đơn giản nhá, form dáng slim fit này. Độ mới cực kỳ cao luôn. Em hiệu của Nhật các anh chú nhá. Đó, cúc phụ đầy đủ đi kèm này. Độ mới rất là cao luôn, mặc màu này thì rất là mát mắt này. Lứa tuổi nào cũng có thể mặc được nhá. Các anh chú mình mặc phối với lại quần tây này. Đó, bận sơ vin vào thì cực kỳ sang luôn. Gam màu rất là tươi tắn và mát mắt luôn ấy. Giá 220 ngàn. Em lên mã tiếp theo, mã D41. Vai 52, bụng 54 và dài 72 ạ. Vai 52, bụng 54 và dài 72. Một em màu xanh lam phối với kẻ ô vuông này. Đó. Đây, một em hiệu của Hàn các anh chú nhá. Độ mới rất là cao luôn. Chất là chất cốt tông ạ. Em này thì ở đằng sau tay của nó cũng có cúc cài nha, cực kỳ lịch sự luôn. Và nó phối với cái vải blue nhá, vải jean màu xanh này. Đó. Vạt là vạt đuôi tôm một chút xíu ạ. Đây, tem và cúc phụ còn mới đét luôn nhá. Thường những cái em này kiểu dáng như này thì các anh chú mình mặc bận sơ vin vào thì cực kỳ sang này, lịch sự nhá. Đó, mình đi mặc đi làm môi trường công sở này, quá là lịch sự luôn. Giá chỉ có 180 ngàn thôi các anh chú ơi.
Em lên mã tiếp theo, mã D42. Vai 45 bụng 52 và dài 70. Vai 45 bụng 52 dài 70. Một em caro màu xanh quá là mát mắt luôn nhá. Chất cốt tông cực kỳ mềm mại, độ mới rất là cao luôn. Hiệu của nhà Lancaster. Đó. Logo được thêu ở trước ngực này, toàn bộ cúc của nó cũng được dập logo hiệu nhá. Gam màu quá là đẹp luôn. Chất cốt tông cực kỳ xịn sò, vạt là vạt ngang ạ. Tuy nhiên em này bị cắt mất tang các anh chú ạ. Bị cắt mất tang rồi. Không sao cả. Độ mới cũng cực kỳ cao, chất liệu và màu sắc rất là ok luôn nhá. Và cái em này vào thì quá là trẻ trung ấy. Thực sự luôn, các anh chú mình hoặc là môi trường đi làm văn phòng công sở này, quá là lịch sự, màu sắc cực kỳ tươi trẻ luôn. Em lên mã tiếp theo, mã D43. Vai 45 bụng 50 và dài 72. Vai 45 bụng 50 và dài 72. Em này cũng có giá là 220 ngàn các anh chú nhá. Em này thì có đuôi tôm một chút xíu. Chất là chất cốt tông, cực kỳ nhẹ nhàng, thấm hút mồ hôi và mát mẻ. Riêng mặc những em sơ mi mà chất liệu như này thì không hề sợ nóng đâu nhá các anh chú nhá. Đó, em này cũng có túi ngực này. Gam màu quá là đỉnh luôn, cực kỳ đẹp, dễ mặc. Tem Hàn và có hai cúc phụ đi kèm cho em nhá. Đó. Mặc em này nên đảm bảo là anh chú mình mặc trẻ ra mấy tuổi luôn nhé. Một cái gam màu rất là mát mắt. Em lên mã tiếp theo, mã D44. Vai 52, bụng 58 và dài 76 ạ. Vai 52, bụng 58 và dài 76. Em này quá là đẹp luôn ạ. Giá em này là 300 ngàn các anh chú ơi. Màu xanh ô liu này. Và nó phối với lại kẻ sọc đấy nhá. Chất liệu thì rất là xịn sò. Chất là chất dệt. Có túi ngực này. Này, phần túi cũng được may cái tag logo thương hiệu của nó, Lumen các anh chú ơi. Phần dưới đây cũng được may cái tag hiệu của nó, thương hiệu nhá. Màu này quá là đỉnh luôn. Đây ạ. Trang mác của nó đây nha chú ạ. Một em make in Korea các anh chú nhá. Đó. Màu xanh ô liu này và nó phối với kệ sọc. Thân sau của nó đây. Thân sau ở phần vai này phối với cái kệ ngang nhá. Ở dưới là kệ sọc ạ. Cái gam màu này quá là đẹp này. Các anh chú mình ơi, mặc em này lên thì bao sang, bao lịch sự này. Cái màu sắc này thì mặc lên nó cũng cực kỳ tôn da luôn ấy. Chất là chất dệt nhá. Chất là chất dệt, sợi vải cực kỳ đanh. Và cũng cực kỳ thấm hút mồ hôi mát mẻ luôn ạ. Đó, độ mới rất là cao luôn. Đây. Hiếm gặp được những cái em màu xanh ô liu này ở cái vải sơ mi nhá. Cái chất liệu như này quá là đỉnh luôn đấy ạ, giá 300 ngàn. Em lên mã tiếp theo, mã D45. Vai 46 bụng 52 và dài 74. Vai 46 bụng 52 và dài 74. Em này cũng quá là đẹp này các chú nhá. Thân trước của nó màu trắng và nó được phối với cái túi này, túi màu xanh. Túi màu xanh quá là đẹp này. Thân sau phần vai này là màu trắng và dưới này phối với cái vải đờ mi màu trắng xanh nhá, kẻ sọc và có hai cái đường ly như thế này. Đấy, một cái phong cách cực kỳ trẻ trung, cá tính. Đó, hai cánh tay của nó cũng là màu trắng nhá, chỉ có thân sau là phối với cái vải đờ mi thôi ạ. Chất cốt tông rất là mềm mại, mát mẻ, độ mới cực kỳ cao luôn. Đấy ạ. Và nó, dưới đây nó cũng phối thêm với cái vải màu xanh nhá. Một em hiệu của Hàn các anh chú ơi. Rất là mới, tem của nó còn mới đét luôn này. Độ mới rất là cao, mặc em này lên thì quá là trẻ trung luôn. Phong cách cá tính này. Được. Giá em này là 260 ngàn các anh chú nhá. Em lên mã tiếp theo ạ, mã D46 ạ. Vai 50, bụng 55 và dài 75. Vai 50, bụng 55 và dài 75. Em này có giá là 220 ngàn các anh chú ơi. Chất cốt tông. Độ mới rất là cao luôn. Vạt là vạt ngang ạ. Form size cũng khá là to đấy. Các anh chú mình phải từ 65 cân trở lên, 65 đến 75 cân thì mặc vừa em này nhá. Em này độ mới rất là cao này. Hiệu của nhà Zeban các anh chú ạ. Toàn bộ cúc của nó cũng được dập cái logo hiệu nhá. Có túi ngực đây ạ.
Kẻ ô này, một cái gam màu trung tính này. Rất là khỏe khoắn luôn. Đó. Những em này thì anh chú mình mặc sơ vin hoặc bỏ buông đều cực kỳ đẹp luôn. Đây ạ. Còn mới nét luôn đấy, Make in Korea. Tem mát mới cứng cựng. Giá 220 ngàn các anh chú nhá. Lứa tuổi nào mình cũng có thể mặc được những cái gam màu như thế này. Em chú mình mặc đi chơi này, đi sự kiện này, đi làm. Quá là ok luôn, độ mới cực kỳ cao, giá chỉ có hơn 200 ngàn một chút xíu thôi. Sở hữu một em hàng hiệu đẹp như thế này, cực kỳ lịch sự luôn đấy. Mã D47, vai 45, bụng 53 và dài 75 ạ. Vai 45, bụng 53 và dài 75. Em này có giá là 240 ngàn, một em chất cốt tông. Chất cốt tông xốp nha các em chú nhá. Đó. Tang mác được cờ dập ở đây này. Made in China. Và là hàng xuất Hàn các anh chú ạ. Đó, tem của nó tem Hàn đây. Made in gì thì made in nhưng mà cũng đều là hàng của Hàn nhá. Chất thì siêu siêu đẹp rồi. Đây ạ, có túi và có hai nắp túi đây ạ. Thường là những em mà có hai cái túi ở đây và thường may nắp như này thì các anh chú mình mặc vào rất là lịch sự luôn. Cái màu xanh này cũng rất là mát mắt này. Chất là cốt tông cực kỳ mềm mại. Chất cốt tông xốp nhá. Cực kỳ mềm mại đấy, chú mình quan sát này. Chất của nó này vô cùng đẹp luôn ấy. Chất nó mềm. Phần cánh tay của nó cũng có thêu cái có may cái cúc này nhá. Đó. Tạo lên điểm nhấn cho cái áo ấy. Màu này đẹp quá các chú ơi. Thực sự là quá là đỉnh, quá là đẹp luôn ấy. Đuôi tôm này. Cái gam màu xanh trung tính này. Rất là phù hợp với nhiều lứa tuổi. Đây, tang mác của nó đây. Vô cùng xịn sò luôn nhá. Đó, tem có trời tem 100% cốt tông. Sở những em cốt tông này thực sự là rất là sướng luôn ấy. Thì đảm bảo các anh chú mình mặc vào vô cùng thích luôn. Giá 240 ngàn ạ. Mã D48. Vai 50, bụng 62 và dài 82. Vai 50, bụng 62 và dài 82. Em này có giá là 300 ngàn các anh chú ơi. Đây là một em tô mì 2 finger nhé. Màu trắng. Phần gáy của nó được phối với cái vải blue này. Đó. Cái tang của nó được may ở phần trước ngực nhé. Thường là những em hiệu này thì nó kiểu đơn giản thôi. Nhưng mà mặc lên form dáng cực kỳ đẹp. Made in Bangladesh này các anh chú ơi. Độ mới rất là cao luôn. Một em màu trắng tinh luôn này. Trắng tinh ngọc trinh. Chất cốt tông. Form dáng cực kỳ chuẩn và đẹp. Những cái hiệu này đắt đỏ. Các anh chú mình làm sử dụng cũng biết rồi đấy ạ. Đây, mã QR check code. Hàng chính hiệu của nó nhá. Tem còn mới nguyên này. Cúc phụ đi kèm đầy đủ cho em. Giá là 300 ngàn thôi các anh chú nhá. Một em hiệu Tommy. Rất là trẻ trung. Em lên mã tiếp theo. Mã D49. Vai 47, bụng 54 và dài 75. Vai 47, bụng 54 và dài 75 ạ. Giá em này là 250 ngàn các anh chú ơi. Một cái ga kẻ ô màu đỏ trắng này. Một gam màu cực kỳ tươi trẻ luôn. Độ mới em này cũng cực kỳ cao. Hiệu của Jordan này các anh chú nhá. Có túi ngực này. Em này thì là vạt đuôi tôm ạ. Và một đuôi tôm một chút xíu nhá. Đây, tem Hàn và cúc phụ đầy đủ đi kèm cho em này. Màu đỏ cực kỳ tươi tắn, trẻ trung đây. Chất cốt tông cực kỳ mềm mại. Mát mẻ luôn. Nó may rất là đơn giản thôi nhá. Họ thân sau này, thân sau. Nó may với đường một đường kẻ ngang như này. Form dáng cực kỳ đơn giản nhưng anh chú mình mặc vào thì rất là trẻ trung và tươi tắn. Em lên mã tiếp theo, mã D50. Vai 48, bụng 52 và dài 84. Giá 200 ngàn, 220 ngàn các anh chú ơi. Vai 47, bụng 52 và dài 84 ạ. Em này thuộc form size L nha các anh chú nhé. Một em hàng hiệu của Hàn này. Màu xanh blue này. Và nó phối với cái họa là phối với này, cái họa tiết nền như này nhá. Kẻ sọc chéo này các anh chú ơi. Độ mới rất là cao luôn. Vạt đuôi tôm ạ. Màu xanh blue này thì các anh chú mình mặc vào cực kỳ trẻ trung. Made in Myanmar nhá. Và là hàng xuất Nhật ạ. Hàng của Nhật các anh chú ạ. Đó. Gam màu này rất là dễ mặc này. Thường là những anh chú mình làm ở môi trường công sở ấy thì mặc những cái em này
Nó là cái màu quốc dân rồi. Ai cũng nên có những cái gam màu này nhá. Em này một em hàng hiệu này, một em hàng hiệu của Nhật này, giá là 220 ngàn, độ mới rất là cao, chất cốt tông siêu mềm mại và mát mẻ luôn. Quất luôn em này nhá các anh chú nhá. Đó, độ mới rất là cao luôn. Cực kỳ đẹp và rẻ luôn đấy ạ. Em lên mã tiếp theo. Mã D51, vai 48 bụng 55 và dài 78. Vai 48 bụng 55 và dài 78. Một em Haji này các anh chú ơi. Một em Haji thương hiệu cực kỳ nổi của Hàn các anh chú nhá. Độ mới em này cũng cực kỳ cao, màu xanh blue. Chất cốt tông ạ. Đây logo được thêu ở trước ngực này. Đó, một em Haji tang mác được dập ở gáy này đây. Phần cổ của nó này được phối với cái đờ mi màu trắng nhá. Thương hiệu đình đám của Nhật này các anh chú ơi. Chất thì siêu xịn sò, form dáng rất là chuẩn luôn. Cái em hiệu này nó may kiểu đơn giản thôi, nhưng mà cực kỳ chất luôn ạ. Độ tuổi nào cũng có thể mặc được nhá. Mặc vào thì bao sang, bao đẹp và cực kỳ trẻ trung luôn. Đây ạ, tang của Hàn các anh chú nhá. Đó, một em Haji vô cùng đẹp này, giá là 350 ngàn các anh chú ạ. Độ mới rất là cao luôn. Mặc cái màu xanh nhạt này à thì rất là mát mắt này, trẻ trung ạ. Em lên mã cuối cùng của ngày hôm nay, mã D52, vai 49 bụng 52 và dài 72. Vai 49 bụng 52 và dài 72 ạ. Em này có giá là 200 ngàn các anh chú ơi, chất là chất cốt tông nhá. Một em nền màu xanh phối với hệ kẻ ngang đây ạ. Đó, phần cổ của nó này phối với cái màu blue này. Chất là chất cốt tông nhá. Đây ạ, một em hiệu của Hàn, make in Việt Nam và là hàng xuất Hàn. Có cúc phụ đi kèm đầy đủ cho em nhá. Đó, chất liệu khá là dày dặn nhưng mà cũng thấm hút mồ hôi, không hề sợ nóng nhá các anh chú nhá. Riêng những cái em hàng hiệu này mặc nên không sợ nóng đâu. Mặc form dáng của nó rất là chuẩn, mặc tí bao sang bao đẹp luôn ạ. Sản phẩm cuối cùng của em ngày hôm nay rồi ạ. À, vậy là hôm nay em có nên hơn 50 mã sơ mi nhá. Rất là đẹp, màu sắc cực kỳ nổi, trẻ trung này. Form dáng chất liệu cũng rất là ok luôn. Mọi người yêu thích sản phẩm nào thì hãy nhanh tay gọi điện cho em để em chốt đơn cho mọi người ạ. Mọi người theo dõi video của em, những ai chưa có đăng ký kênh vui lòng ấn vào nút đăng ký nhé, để không bỏ lỡ các video những cái siêu phẩm em lên hàng ngày ạ. Em cảm ơn mọi người đã theo dõi video của em ạ. Em kính chúc mọi người một ngày cuối tuần thật là vui vẻ và hạnh phúc. Em xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.